mấy thầy đi khắc thực nè, đó thầy chơi được toàn ở trần nữa không? Một phần luôn, không chứ sẵn đâu hả? Em lắp xe lắp chạy luôn. Rồi lên nè, tới bên cát, bên cát nè. Đó, đó mấy thầy đi ấy bên Hòn Sơn nè. Đó đây thầy Oánh nè. Đó đây thầy Hộ Pháp. Thầy thích bia. Thầy Hộ Pháp đó. Mày không chịu. Mấy ông thầy kia ổng còn mặc đồ, còn mấy ông thầy này là chơi ở trần đi luôn. Đó. Đây quay cho bọn đưa đồ, tôi không lấy thôi ông. Đây nè, để em nô luôn ha. Anh thầy Tâm nè, không lấy, thầy Nhẫn Tâm không lấy. Không xài đi. Xài hả? Xài mấy trái mà giờ trái ăn thôi ăn. Thôi uống mẹ, uống nước, uống bia đó vậy hồi. Đó. Đó thấy không? Đi nguyên dây luôn á, mấy thầy đi nè. Măng thịt em à. Măng thịt em à. Mấy thầy đi quá trời, đi ban. Tới cái wheel đẹp nha bà con. Đó, cái chỗ có bãi lại đó được rồi đó. Bãi lại của người ta hay vậy. Mấy thầy này không có mặc sắc phục giải đâu luôn nha bà con. Tức là đi khắc đi là ở trần ngay luôn đó. Là đi từ Nam ra Bắc luôn rồi đó. Nhỏ kia, đúng rồi, chở bia về luôn. Không? Đó, cũng Mỹ dưới kia. Chỉ lấy ăn đủ một bữa với rồi. Nước uống rồi, cầm nhiều nặng lắm mà không phải. Đi mà nói có chợ cây cái bà gác chở về còn. Không, mấy thầy đi nè, lội nè, không mình mải mồ hôi luôn. Cũng nổi chồng khăn. Mấy thầy thôi, không có mặc áo luôn. Nhưng mà có cái nắng quá chịu nổi, nó chồng khăn lên đầu thôi chứ không có gì hết trơn, không có mặc đồ gì hết trơn á. Mấy không có mặc quần được, mà không mặc luôn á. Mấy thầy ở đây lội thích Nhẫn Tâm là lội hết đảo luôn đó, đảo 16 km là thầy đó lội. Thích Nhẫn Tâm. Đây là xuống đây nè. Đây là tới chỗ mà bây giờ là tới chỗ mà ấy là đầu rồi, xuống đây mấy thầy ăn chiều cái chỗ này là đi này kia là không có được ngồi đi, không được quay thầy nha. Đó. Đi khi mà như ăn nè hay là đi vệ sinh rồi này kia là không quay. Đây đó giờ để cho thầy nghỉ ngơi. Mấy thầy chỉ có nhiêu đây rồi ăn cử trưa ngày hay mấy thầy ăn con cử một à. Đó. Mấy thầy ăn vậy đó. Rồi với mấy thầy uống bia thôi, cho mấy thầy mua uống nước suối nha. Đâu. Đó bãi cát vàng đó. Rồi ai mạnh tay bưng thùng bia xuống dưới mấy sông đi. Mấy biển chứ lộn mấy biển. Bưng giùm cho em gái đi. Bưng giùm gái trả tiền cho chị về cho ông nội. Mấy này từ thầy có thầy trả tiền. Thầy đó. Nhiêu vậy? Đây là đây là cúng giường nè. Đó bé gái cúng giường thùng bia đó. Thì mấy thầy chỉ nhận bia với thịt nướng thôi, thịt lụi thôi. Rồi, là nhiêu tiền? Nhiêu tiền thùng bia nhiêu? Dạ 330. Thùng bia 330. Với hồi nãy nhiêu? Với lại 200. Mấy trăm tám mấy trăm mấy không ơi? Trăm cho trăm bảy trăm bảy lăm chứ 20.000 là 195. 20.000 gì? 20.000 gói mì. Hai ngày mày giờ chủ sao hồi nãy vậy là bữa nay là thế là thất thật vì mày mang cúng dường có nhiều đó vậy. Anh cứ về đây họ đi về ngang cả. Đi về ngang mà không lấy khách sạn sạn nắng mà đi xuống nè. Cho tiền ông nội thích lòng cầm cho đây đây để từ từ để đây là này là vô thử là ta cúng dường đây đó cúng dường được thùng bia đó giờ mấy anh em cứ khiêng nó đi. Đó, thầy thích long má tôi buông một cái là nghỉ uống đây. Rồi mời mấy thầy xuống đây để đoàn đi 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 mà chinh phục núi đây. Đi không rồi mất tiêu hả? Trời thông điện vào đó nó nổi lên đó. Vô cũng ơi đó, nhậu vậy mới gọi là nhậu chứ hai. Nhậu vậy mới nhậu. Nhậu từ sáng lắm quá, lá biển luôn. Đây. Anh thích lông lá có uống không? Bia này mặn quá. Mặn hả? Vô. Không rác không còn. Có mồi nha, mồi đây nha. Ê, trời ơi. Rồi quay ok nó ơi. Đây, vô rồi. Không nằm cắt cái đó đi quay chỗ khác. Đó. Quay nè. Đây, vô nè, cũng nè. Vô. Wow. Vô bà con ơi. Vô nè. Vô rồi. Vô. Vô trời ly bọng nữa chứ. Ăn nhậu vậy đó bà con thấy được không? Đây thầy thích Nhẫn Tâm. Chữ gì ạ?
thưởng đó. Trúng thưởng. Giữ gì cả cha đó. Trúng lắm. Chúc bạn may mắn lần sau. Ôi ơi. À, dính luôn. Rồi vô nè, vô anh Bình ơi, vô anh Bình ơi. À, ok, cảm ơn luôn. Rồi vô nè, đây. Sao mày đây? Vô. Vô. Có mượn cái ly vô cái này uống được. Trời ơi, vô vô vô. Này có thua ra được đâu mà uống. Ủa kệ vậy? À cái đó nó bị giấy rồi hả? Lấy cái cây sơm cho ổng kìa. Ừ, móng tay ừ, ghê vậy. Ồ, ok. Nó lóc vô đây đi đi. Ông hút luôn. Rồi vô nè. Vô anh ơi. Rồi vô chậm luôn nè anh ơi. Hết đuổi rồi nè. Chúc mừng, chúc mừng năm mới. Chúc mừng luôn. Vô. Vô bà con ơi, ở nhà khán giả ta đang ngóng trông lắm coi mấy anh chơi bời sao nè. Vô phước. Vô tâm. Vô phước. Nhẫn tâm. Rồi nhẫn luôn bà con. Nhẫn luôn. Ờ ở đây là rất là quan sơ nha bà con. Chủ yếu là vui, là vui cái chỗ cảnh tắm quang sơ, tự đi lựa chỗ tắm rồi kia cái chứ không mà không phải là như Vũng Tàu mà rần rần rộ rộ nha. Ở đây là bờ bãi biển mênh mang. Ờ đây thấy không, ở nhà đó ăn cái gì tôm hùm rồi đâu có ăn, đi ra đây ăn thịt nướng thịt lụi. Chờ chút xíu coi tắm tiên nha. Đó ở nhà chờ đi. Ờ ở nhà chờ chờ coi tắm tiên hả? Lát coi tắm tiên á. Ở nhà chờ đi, mấy anh ở nhà chờ coi truyền hình trực tiếp đi nha, đỡ ghiền đi nha. Cái kia anh em nướng, cái nọ là thịt nướng. Ồ hấp dẫn không? Hết nó mà nó bầm mấy rồi chắc. À. Em á. Vô. Rồi. Vô vô chăm luôn đi. Con em thịt gì cái cha đó. Vô nè nhìn lên đi. Trời ơi. Ừ. Vô. Môi mang luôn này. Làm như là dễ có nhậu dày đó mà. Ta nhậu cái này cảnh này là cảnh vô em ơi. Vô. Vô bước. Vô tâm. Vô phường. Ông già kia. Em như là không ra hả? Ừ. Đó, à. Vô, vô Ngọc. Vô. Đó. Vô Ngọc. Vô đâu? Vô. Ô trời. Vô Ngọc là ngon nha. Vô Ngọc quá à. Thả một hà mà đổ mới tảo một viên mà nghe hết trời. Ừ. Mẹ làm muốn bể ba cái đậu luôn. Cái bếp còn nghe. Rồi, làm miếng mồi đó bà con. Đó, thịt lụi nè, ngon lắm nha. Trời ơi, ngon luôn. Rồi, hồi nhét hả? Bước luôn. Đó, ngon không? Đây. Đây nè, đây nè, bé Phước coi nè. Nè, mới uống xong nè. Rồi, ở nhà coi, ở nhà coi. Nè, từ từ. Đây nè, Phạm Hăng cầm liên cái này. Đây, vô. Vô Phước. Vô Tâm. Vô. Vô Phương. Thôi, vô Phương, đừng có vô Phương. Đó, nè. Ngon, ngon, ngon. Ở nhà đâu có cảnh này đúng không? Nhậu mà tao giao bia tới chỗ luôn á. Có lấy rồi. Lấy rồi, muốn cần mồi nữa là đem lên tới. Có chu đáo hết rồi. Có lấy rồi. À. Vợ con đâu thấy cảnh này. Ngồi bưng đi ví dụ nói này nói kia. À, ừ. Đây là câu lạc bộ mấy thầy thích mà nhẫn tâm đi khất thực ở vùng biển nha bà con. Còn kia là thích cái gì quệ. Ở này là hội của bọn em thích nhẫn tâm. Quá đẹp luôn, đã không, cảnh quan sơ dễ thương không, yên tĩnh bình yên. Gần đá vậy không mà thiên nhiên rồi chứ không gì nha bà con. Con cá màu gì lạ hả? Ngô biển. Ôi cá nâu. Cá nâu hả? Wow. Con gì bự dưới thằng đó kìa. Ôi nhóc có chơi luôn kìa. Trời ơi. Ôi nhóc có chơi luôn, đặt lưới luôn bà con ơi. Cái con vượn á, con vượn nó nghe tai con vượn. Ôi ôi ôi, con nó gì vậy? Ồ, mấy nè. Mấy nè mình lên cá nha. Ồ, cá đâu nè, 3-4 con nè, 4 con rồi đó. Mấy con 1 mét là 4 con đó. Ồ, ồ, nhóc hết trơn luôn. Ồ, 2-4-5 con. Con kìa, đâu có vượn đâu. Trời ơi, 100 mét lặn. 100 mét lặn mấy con 1 mét, một bao nhiêu đó. Hả? Lên luôn, đừng gỡ lên đó. Một cái đâu nhiều ghê bố. 100 mét lận đó nha, này chắc cả chục ký quá. Ôi, quá rồi, quá trời, quá rồi.
ơi. Cái chục ký không có giỡn á. Có tiền vé tàu về luôn rồi. Trời ơi kìa, trắng giờ với kia trơn kìa. Trời ơi. Sọc 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 luôn. Trời ơi, cái tay lớn này 2000 mét này cười phút luôn này chừng nào hết trời. Trời ơi. Nhiều lắm chứ không phải giỡn đâu nha. Quá đã luôn. Rồi rồi cho một cho ba câu thịt lụi ra đây. Ủa, rồi không có thịt lụi. Không mày nói có gì vậy? Không, không có thịt lụi. Không có sẵn ăn ngon hơn. Quá. Wow. Bữa nay tôi quất tại tại anh là còn tại em ở nhà rồi chứ phải tại em có ra đây tôi quất hai anh em tại anh em luôn. Vô đây quốc tài anh dưới đây. Má bữa nay mà tâm nó hạ được tao tao cổng cho nó. Rồi giờ tao bè lo hết. Đến luôn mày. Vô hết luôn. Đâm luôn đây rồi. Còn rồi còn. Ê bia rồi. Cái bọc bia đâu? À, mấy con rồi nha bà con. Cá nâu, cá nâu, cá biển nha. Mẹ để cho mình tiền uống bia. Mấy con không. Nhiều mà dài dài đẳng cả trăm mét luôn mà. À, bồn thang đẳng này đi lên cầu thang đó luôn. Dép đâu dép đâu? Rồi. Dép đâu? Dép dép ở chỗ ấy gà đỏ cá màu nâu nâu nha bà con. Mà bây giờ mua bây giờ dính sao miễn gỡ lại tay lưới rồi được rồi. Ừ. Tại cứ đi mua 1.500.000 đó, bánh trứng cáo này bán 3 triệu đó. Trời quá, trời quá trời dính rồi trời ơi. Trời ơi dính quá thì dính không mày. Không má thường thường. Nó dính hai đầu và khúc giữa không có gì chưa. Thường ta nói là rượu má bọt kim dưới đáy biển đó, tụi mày hiểu không? Lưới ba màng này đủ đánh là đánh kìa, đánh lật lật gọng luôn kìa. Tụi mày chỉ mấy cục mấy cái kim rồi. Kìa 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 đằng kia có kìa, đó. Thưa thưa. Cái cũng như cái cơm đó. Còn cái gì mà quá trời cá bầy luôn á đâu. Ừ, con lớn lòng tao quá. Đủ luôn tâm là gỡ không nổi đi. Phải là gỡ không nổi đó. Nổi chứ đừng giỡn con. Lớn lòng tao. Mà không không được cá lớn cả. Cá biết thôi, bắt cá bé không à? Cá bé không. Bắt sao bờ. Thì mà lại nãy là cỡ 5 kg. Trời ơi, không cái này cái không có chơi nè, cái này cỡ 9 10 kg lận à. Đó. Nhóc chơi kiểu nhóc cái chơi đằng đây nè. Đó, đang lên đó, đang có đó. Đây 100 mét lặn, lưới này còn dài lắm. Con kéo hồi vụ hết trơn. Cái này là kêu cái gì anh? Cá thia. À. Cá thia. Ồ. Cũng được mớ à. Trời ơi, còn một vòng nữa đằng kia nữa bộ cũng làm mới nó trong hết đâu. 8-9 con gì rồi. Đã có cá ghẻ đừng bóng vô nè, bóng vô đầm chích đó nha. Nghe hả? Con kia đó nó thành trọng cho nó nhứt ra 2-4 tiếng hồ luôn đó. Nó nói vậy không có nhứt đâu. Nó gỡ, dùm lên trên nó gỡ, để đâu, đợi. Không, nó đâu gỡ, không gỡ. Hay quá anh ơi. Dạ, vui 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 vui. Đem theo có cái con mà ta lưới này nó không dính chứ mà lưới quá rồi nó đi cá bầy luôn á. Ừ. Nó đi nguyên một ghê luôn. Ủa cái này lưới này mướn ha vô. Ở nhà mua đem theo dân chơi. Cái mình để mình dân là một cái dài sọc chút xíu một tiếng sau mình lại mình gỡ một cái nữa là thôi. Dân cặp cái miếng dách lúa để nó dân xa. Cái miếng dách đó vậy đó mà đi hoài thẳng một là một leo đẳng là họ đấy lạng vô khó ăn à hết tao lưới vô hết đó ngày ấy mình sáng mình văng sáng cả 4 giờ sáng mình cả tấm mình văng luôn. Ờ lụm lúa nhiêu đây đủ rồi, nhiêu đây đủ chơi. Ừ, nha bà con quá trời cá rồi đó cỡ 3-4 kg được rồi. Đâu còn nhiều đâu. Trời ơi 3-4 kg nhậu gì hết. Ờ trời ơi đó. Trời ơi trời ơi đó. Đi biển không cần tốn tiền mà mua mồi đồ biển. Đúng rồi. Trang bị từ xa anh này, trang bị từ xa. Đó, giật tay coi. Trời ơi. Chừng nó nói lưới gì chú Tâm. Đó. Đen con trơn không? Không phải chừng 10 mấy ký à. Ờ. Mấy ký mà phải văng 2-3 lần vậy đó.
À đây 100m, 100m. Đó. Bữa ra nè, bây giờ bữa ra ăn cái nữa đi. Du lịch, du lịch. Bữa ăn cái đi chút xíu gỡ. Ra gặp đồng hương nha bà con. À, ông bạn ở Tràm Chim, mình ở Sa Đéc. À, mấy tôi đi xe đạp vô đây, không đi du lịch ta. Một lần mỏ mà đừng có băng ra xong quá. Anh biết đồ. Ừ, ông ở đây mà. Ông đây không biết. Không, ông đi chơi giống mình mà. Mà ông biết bữa không? Anh cũng đi chơi luôn hả? Ông đi du lịch giống mình nè. Đó, ông ở nhà nghỉ nè. Đồ nãy giờ đâu có đắm đâu. Có được 2 4 6 7 8 9 4 6 7 8 9 con. 9 con. Bây giờ mình còn 50 phút cặp mé được rồi. Nào khỏe nào nãy không quan trọng. Kệ nó, chút xíu ra gỡ nữa, chút xíu ra lại. Nhậu xong ra gỡ vô nướng nữa. Anh lỡ không? Dạ, thường mở cái món nào thường. Đưa tôi gửi cho. Chơi mình chơi trong bờ ha, chơi trong bờ thôi. Đây dài cầu thang nắng nè. Đây dài cầu thang nắng rồi xong mình gỡ được rồi. Kiếm cái dây nào cột vô thôi. Tao gỡ mấy cái nhỏ hết nha để nuôi. À đó. Cũng được 2 4 6 8 9 9 10 con luôn. Cá chim mỡ ngon mà dài nhưng tao. Ôi. Cá này cá gì? Em không biết kêu tên gì đúng mà đây kêu khác. Cá biển cá. Giống như cá mày rổ của trong nhà vậy không? Chủ nhà không biết là cá gì cá thìa. À đúng rồi, đó. Ảnh nói cá thìa. Mình nói cá mày rổ hoặc là cá nâu gì đó nhưng mà. Quá trời, cái tao mua lớn 3 mày 200 thước. Cho cái con nào nó bằng. Cái này mượn ta hả? Cái này mua đem theo á, em mua đem theo dân chơi mà. Chơi dữ không? Này một màn mà. Mua đem theo chơi nè. Mới đi lần đầu á. Nó lướt 3 mày 200 mét rồi. Lần sau nó ra là đi theo mấy chiếc tàu luôn á. À, sao tối đi? Nay, tối nay đi tối mà. À, tối là lụm mà. Tối lụm ghê à. Trời, nãy giờ không gỡ gì đâu mà lâu vậy. Thẳng thằng con cá là dính vườn 100 màng á. gỡ có màng một rồi. Đắng. Ngược lắm. Đây nè, xong rồi. Nó ra gỡ tiếp. Đúng không? Ta 3 màng mà anh gỡ cả 100 màng. 100 màng, dính cả 100 màng. Chết rồi, thả xuống trước giờ làm gì? Ồ, mấy con cá này chiên giòn hả? Cá vàng, cái vàng nghính rồi. Đó. Được mới nha bà con. Cái này là hợp tác hai tay luôn nha. À, một tay ở Tràm Chim. À, một tay ở Sa Đéc. À, hai tay Đồng Tháp gặp nhau rồi giờ chơi cho tay lưới 100 mét. Trời, nó 1000 mét đi, nó có 100 mét. Ủa vậy hả? Vậy là 1000 lận hả? 4000 mét. Ờ, 1000. Trời, 93 tấn cá rồi. À, hai tay chơi nha. Ông đi thẳng ngoài đi, vòng bọc vô trong né rồi, ông bỏ cái dòi. Lấy cục đá buộc vô cái đầu đó, để nó cuộn lại thành cục mình gom lên, nó dễ. Cầu lỡ vô nha. Ông thẳng đi. Thẳng đây là cái cầu thang này kia luôn. Thẳng hoài luôn, cậy cầu thang nặng á. Đó. Như bác nói chiều nữ cha. Ghê chưa. Đó. Tay thả, tay bơi. Đó. Cái nè, Hùng á thì Hùng chung. À, thằng năm sĩ mà nhậu thì bốn thằng nhậu riêng nhậu tư là sao một phạt mấy người không nhậu. Ờ đó mấy mày không nhậu lỗ báo vô người ta về phòng mà ta nghe nằm hết trơn rồi, ta tắm rửa hết trơn rồi, mấy ông á còn ở lang thang ngoài đường mình, đó mình mới mệt nha đó, vậy đó. Ủa, rồi đó hỏi sao công bằng ở đâu đó, đây nè đó. Hùng có 500 mạng nó như là hạm vậy đó. Ê, Hùng chịu á nè, chạy ngại ăn mà chạy riêng nha, không có Hùng có lấy tiền quỷ đâu nha. Ờ vậy hả, để khi người ta không biết ta hiểu lầm sao nè. Không lấy tiền quỷ đâu à. Vô. Nè, đó ly nè, đó đi. Tiền quỷ ra quỷ đâu nha. Ờ, này là riêng phải không, Có bồ tạc á nữa rồi, về mình. Ờ, tí xíu tối mình chấm bồ tạc á. À đây rồi mỗi em mỗi sâu vậy đó, cứ bữa nha bà con. Chấm thịt này nè cũng được hoặc là chấm đồ biển.